Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với tập podcast số 4 của Truyện Tranh, kênh kể chuyện về tranh và hội họa Việt Nam. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ không nói về một bức tranh hay một người họa sĩ cụ thể nào, mà sẽ đến với một ngôi trường khá nổi tiếng, tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hiện nay, đó là Trường Mỹ thuật Đông Dương. Trường Mỹ thuật Đông Dương được mở vào năm 1925 và chỉ hoạt động trong 20 năm đến 1945. Tuy nhiên vai trò của nó đối với tầng lớp họa sĩ ở Việt Nam là rất to lớn. Ngôi trường này đã thay đổi vị trí của người họa sĩ trong các cấp bậc tứ dân là sĩ, nông, công, thương thời bấy giờ. Trường Mỹ thuật Đông Dương không phải là trường dạy mỹ thuật đầu tiên của Việt Nam. Từ những năm 1900 thì chính quyền Pháp đã cho mở các trường mỹ nghệ Đồ Mộc, trường mỹ nghệ Biên Hòa, trường vẽ Gia Định, vân vân. Các trường này đào tạo ra những người thợ sản xuất mỹ nghệ, trang trí nội thất và các nghề thủ công truyền thống khác. Họ không tốt nghiệp trường để trở thành nghệ sĩ sáng tác, họ là thợ, là công nhân, chính là chữ công trong sĩ nông công thương. So với các trường đào tạo thợ thủ công này, thì trường mỹ thuật Đông Dương thiên về mỹ thuật thuần túy hơn. Ban đầu, trường dạy hội họa, điêu khắc và kiến trúc, sau đó mới thêm các ban sơn mài, gốm mỹ thuật, đồ gỗ và chạm gỗ. Cho đến đầu thế kỷ 20 thì mỹ thuật Việt Nam vẫn đang trong tình trạng khuyết danh. Như mình có nói ở trên thì thời đó những người làm mỹ thuật đều chỉ được coi là thợ, chứ không phải là nghệ sĩ sáng tác. Thợ thủ công ở các làng nghề tuy tạo ra được những phong cách nghệ thuật riêng, nhưng không được lưu danh. Họ chỉ là một phần của các làng nghề như làng nghề Đông Hồ hay làng nghề Bát Tràng. Trong xã hội thời đó, không có giới họa sĩ chuyên nghiệp phục vụ tầng lớp quý tộc. Đơn giản là vì tầng lớp này gần như không hiện hữu hoặc quá nhỏ. Phải đến khi được tiếp cận với văn hóa châu Âu, cùng với các tư tưởng tự do của thời kỳ khai sáng, thì xã hội Việt Nam mới xuất hiện một tầng lớp trí thức mới. Họ chú trọng sự phát triển văn hóa hơn. Họ bắt đầu mặc vest và đi nhảy đầm, xem tranh. Họ quan tâm đến âm nhạc, hội họa, và lúc này mỹ thuật bắt đầu có chỗ đứng. Trường Mỹ thuật Đông Dương đã đào tạo ra những thế hệ họa sĩ có nhu cầu sáng tác tự do để phục vụ nghệ thuật, nâng cao văn hóa của người dân, chứ không đơn thuần là những người thợ như trước. Các họa sĩ tốt nghiệp trường như Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn hay Nguyễn Gia Trí đều trở thành những nhân tố giúp hình thành văn hóa của xã hội. Đây là vị trí ngang với các nhà nho học thời xưa. Chỉ trong 20 năm hoạt động, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã đưa hội họa từ công lên thành sĩ, trong sĩ nông công thương và mở ra tương lai mới cho những người họa sĩ Việt. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tập podcast số 4 của Truyện Tranh. Nếu các bạn muốn nghe thêm về Trường Mỹ thuật Đông Dương hay tác phẩm và họa sĩ nào khác, thì hãy để lại comment gợi ý cho bọn mình nhé. Và đừng quên mỗi cái like, share hay comment đều giúp Truyện Tranh sớm cho ra đời các tập tiếp theo. Hẹn gặp các bạn lần sau.